Hello, xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài số 7, lesson 3. 1. Listen and repeat. Nghe và lặp lại. Chúng ta học cách phát âm của cái chữ cái SE và chữ KE ở cuối từ. Page 54. Lesson 3. Activity 1. Listen and repeat. Vietnamese. When do you have Vietnamese? Science. We have science today. Listen and repeat. Vietnamese. When do you have Vietnamese? Science. We have science today. Chữ SE ở cuối từ sẽ được phát âm thành âm Z. Ký hiệu là chữ Z. Z chính là âm dở nhẹ. Vietnamese. When do you have Vietnamese? Còn chữ KE sẽ được phát âm thành âm gió là S và gọi tên là âm sờ nhẹ. Ký hiệu là chữ sờ. Science. We have science today. Two. Listen and circle. Nghe và khoanh. Page 54. Lesson 3. Activity 2. Listen and circle. 1. When do you have science? 2. They have Vietnamese today. 1. When do you have science? Tiếp theo là science. When do you have science? Bạn có môn khoa học khi nào? 2. They have Vietnamese today. They have Vietnamese today. Hôm nay họ có môn tiếng Việt. 3. Let's chant. Hát bài ca. Science, science, khoa học, when do you have science, khi nào bạn có môn khoa học, I have science today, hôm nay tôi có môn khoa học, Vietnamese, Vietnamese, môn tiếng Việt, when do you have Vietnamese, khi nào bạn có môn tiếng Việt, we have Vietnamese today, hôm nay chúng tôi có môn tiếng Việt. Page 54. Lesson 3. Activity 3. Let's chant. Science. Science. When do you have science? I have science today. I have science today. Vietnamese, Vietnamese. When do you have Vietnamese? We have Vietnamese today. We have Vietnamese today. Four. Read and circle. Đọc và khoanh. Trước khi đọc thì chúng ta đọc các câu hỏi này. 1. Minh has every school day. Minh có cái gì đó vào tất cả những ngày đi học. Này, mỗi, mọi, every là mọi ngày đi học. School day là những ngày đi học. Đáp án A là Vietnamese and English. Một tiếng Việt và một tiếng Anh. Đáp án B là Vietnamese and Math. Môn tiếng Việt và môn toán. 2. He has English.
on Mondays. Câu ấy có môn tiếng Anh vào những ngày thứ hai. Chấm chấm. Đáp án A, Thursdays and Fridays, thứ năm và thứ sáu. Đáp án B, Wednesdays and Fridays, thứ tư và thứ sáu. 3. He has music on Thursdays, Tuesdays. Cậu ấy có môn âm nhạc vào. Đáp án A, thứ năm. Đáp án B, thứ ba. 4. He likes very much. Cậu ấy thích science, khoa học, music, âm nhạc, rất nhiều. My name is Minh. Tên của tôi là Minh. I go to school from Mondays to Fridays. Tôi đi học từ thứ hai đến thứ sáu. I have Vietnamese and Maths every school day. Tôi có môn tiếng Việt và môn toán mọi ngày đi học. Có tiếng Việt và toán mọi ngày đi học là đáp án B. I have English on Mondays, Thursdays and Fridays. Tôi có một tiếng Anh vào những ngày thứ hai, những ngày thứ năm và những ngày thứ sáu. Cậu ấy có tiếng Anh vào những ngày thứ hai, những ngày thứ năm và những ngày thứ sáu. I have science on Wednesdays and Thursdays. Tôi có môn khoa học vào những ngày thứ tư và những ngày thứ năm. Cậu ấy có khoa học. I have music on Tuesdays. Tôi có môn âm nhạc vào những ngày thứ ba. I like music very much. Tôi rất thích môn âm nhạc. Let's write. Cùng nhau viết. My name is. Chỗ này viết tên mình. I go to school from Mondays to Fridays. Tôi đi học từ thứ hai đến thứ sáu. I have today. Hôm nay tôi có môn gì đấy. Chỗ này điền tên môn học. I have on. Tôi có môn gì đó vào thứ mấy. Vậy chỗ này điền tên môn học, ở chỗ này điền tên điền thứ này. I have on. Đấy, chỗ này cũng điền môn học và chỗ này cũng điền thứ này. I like very much. Tôi thích cái môn nào đó rất nhiều. Phần dự án là chúng ta sẽ trình bày về cái thời gian biểu của mình. My timetable là thời gian biểu của tôi. Chúng ta sẽ cầm cái thời khóa biểu của mình và mình sẽ nói là mình có môn gì vào thứ mấy. I have on. Và ví dụ như là I have English on Mondays, Tuesdays, Thursday. Đó. Có 3 ngày thì nói là I have English on Mondays, Tuesdays and Thursdays. I have art on Thursdays. I have Vietnamese and maths every school day. Như vậy là bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo. Bye bye!